Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao được ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã thực hiện mô hình trải nghiệm công viên giao thông tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều. Qua mô hình đã giúp cho các em hình thành kỹ năng khi tham gia giao thông. Được đưa vào trường học từ tháng 4 năm 2022, mô hình trải nghiệm công viên giao thông tại trường tiểu học Ngô Quyền đã gây thích thú cho các em học sinh. Việc đầu tư và bố trí bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện đại, mô phỏng nút giao thông thực tế đã giúp cho các em hình thành kỹ năng nhận biết, hướng lưu thông với quy định của pháp luật. Con hiểu được các biển báo như rẽ trái, rẽ phải, cấm xe ô tô đi đường ngược chiều, cấm xe ô tô đi đến mấy giờ, rồi cấm xe ô tô đi vào đường này. Chúng con học được rất là nhiều điều về biển báo an toàn giao thông, biển báo nào là cấm, biển báo nào là rẽ trái, rẽ phải, và được học về cách nào để băng qua đường thật là an toàn và nhiều phương tiện giao thông khác nữa. Đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết, từ khi mô hình công viên giao thông được đưa vào trường học, góp phần giúp các em thích thú trong học tập nhiều hơn. Ngoài ra thì vào buổi chiều phụ huynh rước con thì các em ngồi trên xe Honda đó của phụ huynh, thì các em vẫn hướng dẫn cho phụ huynh ba mẹ của mình tham gia giao thông khi mà trên cái sân giao thông ở tại sân trường. Như vậy thì đây cũng là một cái bài học cho các em để các em vận dụng vào cuộc sống để các em tham gia giao thông được tốt hơn. Với hiệu quả bước đầu, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết sẽ triển khai mô hình này với tất cả các điểm trường bằng hình thức xã hội hóa. Thì chúng tôi cũng đang vận động khuyến khích các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là nhà trường cân đối phần kinh phí trong cái hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông để xã hội hóa, đầu tư thêm để chúng ta có thể là xây dựng nhiều cái mô hình, đặc biệt là cái mô hình công viên giao thông ở các trường mà có điều kiện để tạo ra một cái môi trường, một cái sân chơi bổ ích cho các em tham gia. Được vui, được học, mô hình công viên giao thông sẽ là hành trang kiến thức giúp các em học sinh tự tin hơn, phụ huynh cũng yên tâm khi con em mình tham gia giao thông.